Cô Tuyền bắt đầu giảng ngữ pháp trong cuốn sách Tiếng Anh lớp 6 tập 1 theo sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cô có thể tự tin khẳng định rằng là có một số công ty họ đang bán các chương trình học theo giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo có phí cài tài khoản. Nhưng mà điều làm cho cô cảm thấy khác biệt đó chính là cô sẵn sàng dạy cho đi miễn phí. Hôm nay chúng ta bắt đầu bằng My New School ở phần ngữ pháp. Đây là bố cục của một bài trong sách giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng không ạ? Thì Unit 1 My New School nó có phần gì đây ạ? Vocabulary, pronunciation, grammar, skills and everything. Thì bao giờ cô cũng sẽ bắt đầu bằng grammar trước, bởi vì grammar nó sẽ giúp cho chúng mình logic được cái phần kiến thức. Tức là mình trước khi làm bài tập thì mình phải hiểu. Vậy chúng ta giờ sách giáo trình trang số 9. Hôm nay chúng ta học về the present simple. Và cô Tuyền sẽ giảng cho mình the present simple. Lát nữa thì mình sẽ làm bài tập ở trong sách này luôn. Được không ạ? Lát nữa mình làm bài tập trong sách này luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ học về the present simple. Thì hiện tại đơn. Cô giảng cực kỳ dễ hiểu nên chúng mình hãy học bài. Và nếu chúng mình học được những cái bài này thì trên lớp chúng mình đã giảm thiểu đi thời gian học và hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì hiện tại đơn, cái số 1 chúng ta học với khái niệm. Chúng ta tự ghi vào vở cho cô nhé. Thì hiện tại đơn diễn tả một hành động thường xuyên xảy ra. Thường xuyên xảy ra. Lặp đi lặp lại. Là một thói quen hay là một chân lý? Thường xuyên xảy ra là một thói quen, lặp đi lặp lại hay là một chân lý, một sự thật hiển nhiên? Sự thật là gì? Sự thật là gà gáy thì trời sáng, mà gà không gáy thì trời vẫn sáng. Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên, một thói quen lặp đi lặp lại. Ví dụ như cô có thói quen lặp đi lặp lại là gì? Thói quen của cô nhá. I usually start working at 8 a.m. chẳng hạn. Thế thì I ở đây là chủ ngữ, start là động từ. Nhưng ở đây nó có động từ thứ hai thì bao giờ chỗ này là cần phần cô bổ sung thôi. Động từ đứng đằng sau start bao giờ cũng là verb thêm doing. Thì cái này chúng ta học ở bài cách sử dụng V to V hay là verb in. I usually start working at 8. Đọc theo cô nào. I usually start working at 8. Rồi. Hay là She always comes home late. Cô ta luôn luôn về nhà muộn. She là chủ ngữ. Nhưng vì động từ đứng đằng sau ngôi she he it nên nó phải thêm s hoặc es. Ở đây nó là về. She always comes home late. Thì hiện tại đơn diễn tả cái gì? Thì mình phải thuộc cái khái niệm của nó, thuộc cách sử dụng của nó. Bởi vì nó liên quan đến việc là nếu như mà mình không thuộc thì khi mà các bạn làm bài tập thì động từ phức tạp ấy, chia thì động từ á, các con sẽ không hiểu được là ok cái này nó là thì gì, dấu hiệu của nó là thì gì. Thì mới quay ra đến cái số 2 là chúng ta có công thức. Công thức. Rồi đi công thức cho cô nào. Subject cộng verb cộng với object. Hoặc là không có object. Vì sao ạ? Có câu nó có tân ngữ, có câu nó không có tân ngữ. Nhưng chính của nó, một công thức, nó phải có subject verb. Một là chủ ngữ và hai là động từ. Ở bây giờ chủ ngữ là gì, động từ là gì thì đến đây giờ là phải hiểu rồi. Đúng không? Công thức là gì? Subject cộng verb cộng object nếu có. Ví dụ cô nói là gì? She works hard. Cô ấy làm việc chăm chỉ, làm việc vất vả. Thì hard ở đây là ADV. Ở đây là verb và đây là chủ ngữ.
Nhớ cho cô một cái nữa là gì? Trạng từ thì đi với động từ. Nhớ chưa ạ? Rồi. She works hard. Thì mình nhớ cho cô nhá. Mình ghi thêm một câu này vào vở này. Trạng từ đi với động từ thường. Thế nhưng cô có câu là she is beautiful. Thì cái này nó là tính từ thì lại đi với động từ to be. Ghi hai câu đấy tự ghi ra vở cho cô rồi sau này các bạn sẽ dùng đến. Trạng từ thì đi với động từ thường. Đây này. Còn tính từ thì đi với động từ to be. Chúng ta quay trở lại công thức của thì hiện tại đơn. Bao giờ cũng là chủ ngữ, rồi đến động từ, rồi đến các thành phần còn lại. Nhớ chưa ạ? Trong câu phủ định. Trong câu phủ định. Chúng ta có subject. À và lưu ý chỗ này cho cô. Động từ sẽ thêm s hoặc es nếu chủ ngữ của nó là she, he, it nhá. Động từ sẽ thêm s hoặc es nếu chủ ngữ của nó là she, he, it. Mình nhìn thấy ở đây không? Động từ work. Cô Tuyến thêm s gì vào vì chủ ngữ của nó là she thuộc về nhóm she, he, it. Vậy Lan, Lan làm việc chăm chỉ. Lan là một cô gái tương đương với ngôi she. Động từ đứng đằng sau chủ ngữ Lan cũng phải thêm sc hoặc es. Câu phủ định. Subject cộng với don't hoặc là doesn't cộng verb infinitive và cộng với object chấm chấm chấm. Ở đây she, he, it chủ ngữ mà là she, he, it thì nó sẽ đi với doesn't. Chủ ngữ are you with they thì nó sẽ đi với don't. Ghi thêm một câu cho cô. Trong câu phủ định và câu hỏi của thì hiện tại đơn. Rồi bây giờ nhớ cho cô này, trong câu phủ định của thì hiện tại đơn, tự ghi ví dụ, tự ghi cái câu đấy ra. Vì đã mượn trợ động từ don't và doesn't, cho nên động từ ở đây phải nguyên thể. Ví dụ, she doesn't like me. They don't help me. Rồi. She doesn't like me. Nhìn cho cô nhé. She là chủ ngữ, là vị trí số 1. Trợ động từ là vị trí số 2. Và động từ ở đây là vị trí số 3. Chủ ngữ là ngôi she, nhưng vì nó đã mượn trợ động từ doesn't, nên động từ like lại phải giữ nguyên, không được thêm s hoặc es. S hoặc es chỉ thêm trên thì hiện tại đơn câu khẳng định. Nhớ cho cô như vậy. Còn ở đây là they là chủ ngữ. Chủ ngữ mà là they thì nó phải sử dụng trợ động từ là don't. She doesn't like me. They don't help me. Công thức số 3 chúng ta có là câu hỏi. Do hoặc là does cộng với subject cộng với verb infinitive cộng với object hỏi chấm. Khi mà đã là câu hỏi thì trợ động từ nó đảo lên đứng 1, chủ ngữ vị trí số 2, động từ vị trí số 3 và còn lại các thành phần khác. Nhưng nhớ cho cô một điều là do thì nó cũng đi với I, you, we, they và does thì nó đi với she, he, it. Vì đã mượn trợ động từ do, does cho nên động từ phải là nguyên thể. Nếu câu trả lời là yes thì subject cộng với do hoặc does. Câu trả lời là no thì subject cộng với don't hoặc là doesn't. Cô lấy ví dụ. Cô lấy ví dụ. Does he want to study abroad? Rồi. Một là trợ động từ. Hai là chủ ngữ. Vì chủ ngữ là she, he, it nên trợ động từ sử dụng sẽ là does.
3 là vị trí của động từ. Vì đã dùng trợ động từ does rồi cho nên động từ phải là nguyên thể dù nó đứng sau ngôi he. Does he want to study abroad? Nếu có thì trả lời là yes, he does. Còn nếu không thì trả lời là no, he doesn't. Nhớ cho cô là she, he, it thì đi với do hoặc là đi với does hoặc là doesn't. Nhớ chưa? Còn I, you, we, they thì trợ động từ nó sẽ đi với don't hoặc là do. Do hoặc don't. Đây là ba câu. Đây là ba câu loại cấu trúc khẳng định, phủ định, câu hỏi của thí the present simple. The present simple. Được không ạ? Ở đây sang mục số 3, cô sẽ cho chúng mình dấu hiệu nhận biết. Cách nhận biết. Cách nhận biết khi nào nó là thì hiện tại đơn. Khi nào nhìn vào trong câu thì mình biết rằng nó là thì hiện tại đơn. Cách nhận biết của thì hiện tại đơn. Nếu mà hiện tại đơn, mình nhìn thấy các từ như là usually, luôn luôn, always, thường xuyên, often, thường thường, sometimes là thỉnh thoảng. Để cô xem trong sách có những từ gì khác nhỉ? Một số từ đó. Thì đây người ta gọi là trạng từ chỉ tần suất. Nếu nó xuất hiện ở trong câu thì câu đó chính là hiện tại đơn. Vì nó hiện tại đơn nên chúng ta sẽ quay ra công thức của thì hiện tại đơn. Được không? Quay ra công thức của thì hiện tại đơn. Ghi câu này và cho cô. Ví dụ cô có hai cái ví dụ này cho mình hiểu đó này. Lâu lắm rồi cô không viết bảng, viết giấy này, giờ viết giấy xấu lắm. Ngày xưa chữ đẹp lắm. She usually helps me. Ở đây chúng ta có một nhóm trạng từ chỉ tần suất thường xuất hiện ở thì hiện tại đơn. Thì luôn nhớ cho cô là she usually helps me. Rồi câu thứ hai cô lấy đó. I am usually early at work. Tôi chuyên đi làm sớm. I am usually at work. Rồi nhìn ở đây cho cô này. Ở đây chúng ta có hai trạng từ là usually. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy động từ thường là helps. Ở đây chúng ta lại nhìn thấy động từ này là to be. Vậy ghi một câu ra cho cô. Trạng từ đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be. Nhớ cái này nhá, để khi làm bài tập là nhớ. Cái này trong sách giáo khoa của các bạn không dạy đâu. Bạn nào mà muốn đăng ký khóa học VIP tăng tốc toàn diện, tăng tốc toàn diện cho học sinh cấp 2 thì liên hệ về website hoặc liên hệ về hotline của English Mom và cô Tuyến để đội ngũ hỗ trợ các bạn nhé. Còn khi các bạn học trang này thì trên giáo trình sách giáo khoa khá đầy đủ, các bạn phải chăm chỉ. Nhớ nhá, trạng từ thì đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be. Đấy, động từ to be đây, nó đứng sau. Động từ thường đây, nó đứng trước.
Nhớ cái câu này để khi làm bài tập điền từ và thành lập câu ấy, những cái này rất quan trọng. Nhưng chưa chắc giáo viên của các bạn đã nói với các bạn điều này. Xong cái này chưa ạ? Xong rồi đúng không? Quay trở lại sách giáo khoa, cô Tuyến sẽ hướng dẫn cơ bản cho các bạn. Choose the correct answer A to B to complete H sentences. Complete H sentences. Let me see that. What is that? In grammar. Rồi. Rồi ok. Bây giờ cô làm thí điểm một bài này là bài số 3 trang 14. Nhìn cho cô này. Bài số 3 trang 14 nhìn này, grammar mình vừa học xong này. Hoàn thành câu này. He là ngôi thứ ba số ít. She, he, it thì động từ phải thêm s hoặc es. Ở đây s. He comes from Đà Nẵng. Do you learn Russian? Ngôi I phủ định thì là no, I don't. Có nhìn thấy always đấy không? Always là trạng từ thường. Trạng từ thì đứng trước động từ thường và đứng sau to be, chuẩn cái cô dạy của không? She always walks to school with her friends. I often do my homework. Động từ ở đây là do, nhưng vì nó đứng sau ngôi I thì động từ giữ nguyên, không thêm s hoặc es. Mr. Nam teaches. Các bạn quay trở lại website của bài Unit 1. Cô đã dạy lý thuyết kỹ về cách thêm s và es. Ngoài ra các bạn vào mục luyện phát âm, cô cũng có dạy phần này rồi. Truy cập website englishimam.com. Riêng động từ teach thì nó phải thêm es, vì nó đứng sau Mr. Nam là tương đương với ngôi he. Nhưng riêng với động từ teach có kết thúc bằng ce nên nó phải thêm es chứ không phải là s. Mr. Nam teaches history at my school. Xong chưa? Rồi tiếp tục làm bài số 3, cô Tuyến vừa hướng dẫn mình này. Rồi này, mình cô vừa nói câu gì nhỉ? Trạng từ đứng đâu nhỉ? Trạng từ đứng đâu nào? Trạng từ đứng đâu nào các bạn? Cô vừa nói cái gì nhỉ? Trạng từ thì đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be. Đúng không? Rồi nhìn đây. I remember to do my homework. I always remember to do my homework. Bởi vì là đây là động từ thường. I usually get good marks in exams. Nó là động từ thường get nên usually đứng trước. I don't often see a rabbit in town. I rarely là hiếm khi, khi vợ nào. I rarely read in bed at night. Do you sometimes sing in shower, in the shower sometimes? Nó vẫn cứ đứng trước động từ thường. Bài này hay đúng không? Bài là rất là hay. Ngoài ra thì toàn bộ cái unit 1 này chúng ta sẽ có các phần khác để hoàn thiện về grammar. Ví dụ trong phần này của cô, đây là trang số 10. Chọn đáp án đúng. Thế đây nhìn này, động từ xong đến trạng từ này, trạng từ xong đến động từ, lại quay trở lại cô nói vừa nãy là gì? Trạng từ thì đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be. Vậy, đứng trước động từ thường, I usually get up late on Saturdays. My mom's rarely goes to work late. Đúng không? Phần này các bạn làm tiếp. Rồi, ok. Cô chia sẻ một thông tin như sau. Nếu các bạn nào mà không có tự lực ép được bản thân học tập, hay là anh chị phụ huynh nào đang theo dõi bài giảng này, nếu muốn đưa con vào một cái lộ trình học VIP của English Mom, chúng ta hãy liên hệ về page, về website hoặc các kênh thông tin liên quan để đăng ký khóa tiếng Anh tăng tốc toàn diện của cấp 2 dành cho các bạn mất gốc học từ đầu, thời gian bằng 1/3 thời gian chương trình của các giáo viên bình thường giảng. Ngoài phần hệ thống kiến thức thì còn được luyện đề luôn, và mức học phí thì siêu ưu đãi. Hãy
hãy comment số điện thoại. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ quay ra bài học tiếp theo, quay trở lại web học cùng với cô trên trang englishmom.com, và bài sau thì cô sẽ giảng về các phần khác. Nhưng các phần ngữ pháp là các phần mất thời gian nhất để cho các bạn hiểu rằng là để làm được một bài tổng hợp ngữ pháp các bạn phải vững. Thank you and see you next time.